Hiện tại thì cua sẽ livestream vào các ngày 2/4/6 game Liên Quân và 3/5/7 game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile ở LNB TV. Những anh em nào mà chưa biết cua là chim bắt đầu, anh em có thể vào cái kênh LNB TV và đăng ký nha anh em ơi. Rồi ok, thăm dò. Alo, alo, alo. Bỏ vào lên anh em ơi. Anh em có nghe được không? Alo, alo. Ok ok. Anh Eric nghe được đúng không anh? Dạ dạ anh em ơi. Cái chân, cái chân. Bên phải nó quất nhau nè. Qua đây nè anh em. Ôi. Cẩn thận cái này. Anh kia mất 7 xít nha, cẩn thận nha. Hết mất máu rồi. Hồi máu hả? Cẩn thận, cẩn thận. Né chậm, né chậm, né chậm, né chậm. Rồi có búp ba nha. Ok đó. Chưa có dòng nha. 15 giây mới có dòng. 10 giây mới có dòng. Rồi có dòng nha. Mình qua mua thương nhân công anh em. Em mua cái bi kim cái. Rồi, có khống chế nha, ngon ha. Ok. Rồi, chạy luôn nha. Giờ bọc lên nè. Đó, ông farm vậy thôi. Anh em muốn quất mà, anh em báo em liền nha. Chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, vũ khí gì đó. Có đồ là hốc hết á, có tấn công nha. Cô lúc nãy mà sang đây đi tầm 1 tháng. Hồi nãy em đi bên server kia gặp Gami mà bốn khu xung quanh á là hai team hết trơn, vô chạy xèo loạn xạ. Qua lại kìa, đây cẩn thận nha. Trời, coi chừng, cẩn thận. Bất tử kìa, bất tử nè, bất tử. Ăn lên trên luôn. Ăn lên luôn. Cẩn thận. Em qua sau đấy. Hốt nó đi. Đúng rồi, bứt máu chưa. Đó, hốt nó, chặt cái cổ nó. Đúng rồi. Rồi xong. Về đi. Cẩn thận. Đứng đây đi anh em, đứng đây đi, mở tượng luôn. Có búp ba nha. Để mở cho. Không có luôn. Ở đâu qua kìa. Có máu kìa. Có máu kìa. Giờ qua trái luôn không? Ăn máu cái qua trái. Đây qua trái luôn. Còn 7 giây với ok. Đặt chồng cho. Đó anh em cứ. Ê cẩn thận. Cứ quýnh đi, cứ quýnh đó nha. Thôi bị giữ nè. Thôi bóp máu rồi nha, cẩn thận nha. Rồi từ từ lại thôi. Ok, hết bóp máu nha. Ê có tiêu dao qua kênh em ơi, cẩn thận. Để bút máu cho Eric cái. Cẩn thận. Ăn con này luôn. Ờ có thiên nhẫn nữa, ghê à. Ghê à, ác kìa. Có máu kìa. Rồi ok, xong về bọc nha anh em, xong về bọc nha. Rồi về bọc anh em ơi. Ngon có bí kíp luôn.
Đây cái cái. Ôi cái cái. Giết nó, giết nó, giết nó chết chắc rồi, nó chết chắc rồi. Giết nó. Hộp nó. Con khác nha, cẩn thận. Ủa. Ông bà đau. Gục dạo rồi. Dạ đây. Ấy con à nó công lôn trên đây. Trời công lôn trên đây. Ơi nó bắt mình kìa. Ấy thằng này. Phải nào. Từ từ nha nè. Em hết chiêu rồi, em hết chiêu rồi. Ôi, trận này cung lô quá trời luôn á, anh em cẩn thận nha. Nó bắt hiếp em đó. Rồi, có đủ chiêu đó. Dạ qua thương nhân không? Sẵn luôn này, sẵn. Đây, 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 đây. Hết cái mùa rồi. Quá. Rồi, full đồ đó. Lên trên luôn nha. Hộp. Quýnh quái luôn mình em. Hay là đi quét ông lên trên luôn. Lên trên luôn không? Lên trên nè. Có người nha. Có tiêu dao luôn. Ơi cẩn thận. Ơi cẩn thận anh em. Chạy chạy chạy. Chạy 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 nha. Chạy nha. Chạy 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 đây. Chạy chạy chạy. Còn mấy giây à. Chạy luôn chạy luôn chạy luôn. À, chạy 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 còn xíu thôi. Cố gắng lên, cứ cố gắng lên. Đừng để chết, đừng ai chết hết. Còn chấm máu vãi đồi. Xe mèo. Thôi tập trung lại anh em. Nguy hiểm vãi. Tiêu dao bên kia nó cũng chấm máu giống mình nè, cũng teo giống mình nè anh em. Giờ một bắp máu anh em ơi. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Hai đợt máu nữa mới được. Ghê thiệt, cái team đó nó bật ra được. Thành công luôn, nó có bọc kích nè. Bật ra kinh thiệt chứ. Tiêu dao xém chết với mình. Tiêu dao cũng cũng quán với mình luôn á. Còn chả máu á. Đặt thêm cái dòng nữa ổn á. Con em sang mua ít đậu luôn. Ok nè, xíu đi xem nè. Qua thương nhân đi. Em có nhiều bắn tiền hết luôn rồi đó. Rồi, xong rồi đó. Giờ mộng cho anh em tập trung một đi. Đi thăm dò xung quanh. Các bạn có. Bình tám có hàng tiêu dao. Rồi, có chi. Cẩn thận, cẩn thận. Khoan thôi đi. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tám có hàng tiêu dao, tìm tiêu dao. Tìm hai hay sao? Qua tám luôn không? Rồi, để anh kia hồi chiều cái. Anh kia hồi chiều thì nhá qua tám luôn nha. Hồi xong rồi. Rồi chưa? Đây. Cái nó kìa. Rồi hốt lên em. Giữ rồi. Nó chạy được rồi. Mất chiêu nha, cẩn thận nha. Đây cẩn thận ở đây. Ôi nó ăn máu được luôn. Ôi phải. Gì vậy? Ê, có người nha, cẩn thận nha. Coi chừng, chạy nha. Xích về. Bắt thằng cung lông trên đây nè, Rồi xong. Rồi có búp nha, có búp chiêu á. Có đi xuống hốc nó đâu không? À, đi về, đây. Ok, tha đó. Giận mặt hoài. Nãy thấy đánh mình là mình sắp chết mà thấy không khoai nữa. Cái team nãy đánh mình á. Kìa. Ui, gây vậy. Đây, em bụp này cho. Bụp máu nữa. Chưa có bụp ba nha, từ. Đó, dễ mà. Ôi. Rồi, gãy nè, nó bị giữ nè anh em. Cẩn thận nha, em hết chiêu nha. Công lôn về anh em ơi. Về anh em ơi, cẩn thận. Về. Trời, nó giỡn với mình kìa anh em. Có thủ à. Đem đặt cái giọng này. Tem nó còn mình khó thôi. Đúng rồi, còn mình nó. Còn mình nó thôi.
Đây, nó mà không khống chế được em là em bóp máu là bất tử trong anh luôn. Rồi, ok. Mình thử lên trên mình chiếm không? Em chưa có cái dòng nha, 15 giây mới có dòng nha. Đây, đại mở rương xong rồi mình, đại mở rương xong rồi mình đi. 30 giây. Em ăn rồi. Rồi, có đồ đó, có đi không? Đi luôn. Đây, 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 đây. Đây có thằng nè, công lôn kìa, ỷ thiên anh em. Bắt lại. Rồi, bỏ nha, bỏ nha, bỏ nha, bỏ nha. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Có máu lên ơi, trên đây có máu nè. Được chưa? Rồi, từ từ nha, từ từ. Rồi, mình ăn luôn con thủ lĩnh đúng không ta? Có nên ăn thủ lĩnh không anh em? Thủ lĩnh hay kiếm kìa. Ê, hay mọc luôn. Ê, ăn được đấy. Ăn được đấy. Ăn đi, ăn. Có máu kìa. Ăn luôn, ăn luôn. Ăn thủ lĩnh ngon. Đâu, định qua càng mình kìa. Bớt máu cây nhẹ nè. Bảo kích kìa, bảo kích kìa. Ăn vô chặt cho xíu. Bảo đao làm đi. Đó, hốt. Ui, bung ác vậy. Sao nó hay mọc mà sao đánh ghê vậy. Đặt vòng nè. Chơi chiêu các kiểu đi anh em. Chừa lại chiêu xét nào thôi. Đánh cho lẹ. Ok. Em có bóp máu rồi không tao. Ê nó qua, nó qua, nó qua. Chạy 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 anh em, chạy chạy chạy. Chết cha nó bắt em rồi. Cứu 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 cứu. Em có bóp máu nha. Tập trung lại. Tập trung lại, tập trung lại. Em bóp máu nha, bóp máu nha. Chui vô, chui vô. Nó hết chiêu kìa. Em bóp mất bóp 3 nha, mất bóp 3 nha. Đập luôn, đập đập boss luôn, đập boss luôn. 5 giây nữa, 5 giây nữa. Ê, từ 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 từ, cẩn thận cẩn thận. Giờ đang nha. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Được được, ăn được, ăn được được. Gió đang qua nha, coi chừng không chế. Cẩn thận, cẩn thận. Ê, nó qua lại nha. Cẩn thận, cẩn thận. Ôi, anh Eric chết đây. Đặt vòng đây. Quýnh luôn, quýnh luôn. Diễn nó, diễn nó. Rồi, đánh, 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 boss anh ơi. Đánh boss, đánh boss, 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 nhanh lên, boss, boss, boss. Còn xíu rồi, xíu rồi. Rồi, chuẩn bị lên người dòng nha. Có hồi sinh không? Lên người dòng. Có hồi sinh. Ok, rồi, khỏe nè. Ủa, ông bất bé rồi, ông bị con chó đen giết. Thôi, còn hai anh em mình thôi. Cũng đầy hết máu rồi, không có bút được. Rồi, ổn mình đó. Có máu. Ok, thôi, mình đi từ từ thôi. Trời ơi, tiếc quá, ông bất bị ít, ông chết ngắt luôn. Ăn máu kìa. Ăn luôn à? À, ok cũng được. À, mình giờ mình farm từ từ thôi. Mình có hồi sinh, anh có hồi sinh luôn rồi đúng không? Có hồi sinh, ờ, vậy ngon này, khỏe đó. Anh này mình khỏe đó. Rồi, đi, chết đoàn. Không biết cái thằng công lôn kia có hồi sinh mới mất cười đúng. Ba thằng quýnh rồi, mệt mỏi luôn rồi. Công lôn kia còn chấm mắt. Ê, công lôn kia bị tiêu dao nó dí kìa. Anh cẩn thận tiêu dao nha, nó có tỷ lệ một kích á. Tí máu thôi, con lô một tí máu. À, công lô mới bị tiêu dao thịt đó. Hai cục hồi sinh mà. Ôi tiếc ghê luôn á, anh Eric. Ổng mà còn tí xíu rồi ngon rồi. Tiếc khúc đó. Rồi cái con quỷ thủ lĩnh mình công nhận đánh lâu dữ chà. Phải rồi. Có cái bàn cái kiểu. Thầy mọc nhiều quá trời luôn rồi anh Eric ơi.
có một con rồng bùn. Đấy, không sao, sợ con kia thôi, sợ con tiêu dao thôi, tiêu dao của độc thôi, anh cẩn thận á, nhớ giữ chuyện hồi sinh nha, em có máu là búp cho anh á. Giờ khoảng từ nào giờ là có nhiều tiền là bắn trong hết luôn á nha ông. Ấy ơi, chạy anh em ơi, chạy đi, cẩn thận. Ô độc đẻ ra. Chạy luôn này. Đây chơi này luôn này. Bắt này. Từ. Thôi. Ngủ độc thì nó ghĩa mình đau lắm. Hay là muốn câu cái chiêu cuối nữa không? Hay là muốn mua đồ? Anh em mua đồ đi. Mua đồ xong 10 phút nữa. Mua đồ đi, 500 đồng. À ok, để lên 8. Đi lên 1 lên 8 đi. Đây, tôi có đồ. Có đồ ăn kìa. Đồ bị ăn này. Vậy lên 8 đi. Đây, qua 8 rồi. Cẩn thận nha. Kìa. Cẩn thận anh ơi. Giờ ông nằm đọc trước. Ừ, đó, đúng rồi. Nhưng mà, ừ, mình ăn được rồi. Cẩn thận nha. Hết, còn búp ba đó. Ok. Mua đi. Ok, chuyên môn kìa. Nó qua kìa. Chạy đi anh ơi, em bớt 3 này. Hết chiều, chạy lên luôn đi. Lên 2. Nó có dí theo không? Tìm đó mình ăn được á, nhưng mà chưa từ. Để cái dòng này kìa, không ảo kìa. Kêu tìm đó mình dùng. Ờ, không, từ. Ok. Em hết dòng rồi. Khoan, cẩn thận thôi. Cẩn thận tiêu dao nha. 10 giây nữa. Mình đã còn một cục rồi. Đúng rồi. Đây luôn. 5 giây nữa. Rồi, win. Được chưa? Thì xuống này. Mở được cái nha. Chỉ tôm cho anh, chưa chỉ tôm nữa. Rồi đi luôn. Tìm kỹ nó quét rồi đó. Chạy nhanh nha. Cái nó quăng à. Bắt luôn, dí theo. Ừ, dư môn bắt nó luôn. Kệ, các bạn. Thôi bỏ. Cho bắt dư môn trước đi. Dư môn khống chế thằng kia bắt công mạnh lắm. Kệ dư môn. Nha. À, nó bất lóc nha. Bị giữ nha. Ui, bị mất chiêu rồi. Bất tử anh ơi, bất tử kìa, ăn bất tử quá. Cẩn thận. Em có bất tử nha. Anh cứ quýnh đi. Em sao bất máu nha. Nó bên chính nha, qua chính á. Nó qua 8 nha. Nó qua một á. Nó bên một à, chưa mua. Cẩn thận. Cứ đánh đi, bớt máu chưa. Cứ quýnh đi. Dí đi. Ờ, kia còn chấm máu. Rồi, nó chạy như cái máy luôn. Nó tưởng. Rồi thôi, kệ nó qua kìa. Làm cái sốc. Ôi ghê vậy. Ôi, ai. Không sợ. Mở đi. Mở luôn em, anh đi mở luôn đi. Chỉ ra mở rồi mình đi cho dễ. Bất tử kìa. Em bóp máu cho sợ chết. Sao mà chết nổi. Nó tuổi gì. Hết chiêu rồi kìa, nó hết chiêu rồi kìa. Hốt đó. Ê, có trận nha. Có trận nó còn chạy anh, chạy xích ra. Nó lướt ấy. Chạy luôn đi. Lướt nha. Thôi nha. Ừ, dù mưa bắt bên đây nữa chứ. Chạy nha, được không anh? Chạy được. Chạy nha. Cứ chạy lung tung men luôn cũng được. Từ, tập trung lại. Cứ chạy hồi máu đi. Tập trung về một đi. Về một hồi máu tí. Hồi máu đi. Ui, con dụng mồm cái kiểu khó chịu vậy. Coi ok. Đó. Đi lên không? Lên lại không? Có chịu đó.
Rồi, lấy lại đi. Đây đi. Xong rồi đấy. Quả trái luôn, đâu bên trái chứ không đâu. Lóc luôn. Sao đâu. Giết nó. Đặt dòng ơi. Đặt dòng ơi. Lướt vô lính đi. Sắp chết rồi. Tiêu dao sắp chết nha. Mất chiêu rồi nha, cẩn thận nha. Cẩn thận, cẩn thận. Có thủ anh, ăn thủ nha. Chạy mất tích này. Tôi chạy. Cẩn thận nha. Em có bức tử. Đây đi kiếm nè. Họ báo đi anh em ơi. Đừng để nó lóc nha. Mất hồi sinh ổn lắm. Ê, anh chạy số 7 anh đi. Nó nè, nó nè. Nó 6 nè, 6. Cẩn thận, cẩn thận. Qua 7 luôn, qua 7 luôn. Hồi máu đi. Hồi máu tí đi. Ờ, quên, quên. Quên, ổng có khả năng hồi máu, mình bóp máu, ổng quên nữa chứ. Từ, từ, từ. Rồi, mình đi găng nó cái luôn nè anh em. Đi găng nó cái luôn, cho khỏi hồi máu luôn. Kè, kè. Có tiêu dao khác luôn á anh em ơi. Cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Để chết nha. Để chết, đừng để chết, đừng để chết. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Em sống được, em sống được. Sống được, sống được. Ok. Ơi, con ngâm mì tiêu dao nữa hả? Ác vậy. Em chưa lên bí kíp chung gì luôn hết trơn luôn á. Phải nồi thiệt. Vô, về, về. Hên có cái bí kíp nè. Đừng để chết nha ba. Nguy hiểm mà, ông chết tôi không còn gì luôn á. Tôi có nhiều bắn thôi à, hết ông luôn á. Tập trung, tập trung em hồi máu cái. Chắc muốn hết đậu rồi. Dùng mồm với tiêu dao. Vậy mình không lên. Hồi máu cái này, tập trung hồi máu cái. Rồi ổn nữa. Tìm tiêu dao người mình khó chịu nha. Ôi tụi nó chỉ tôm hết ráo à. Tiêu dao không. Cẩn thận nha anh. Còn vô môn. Ờ, mày đã dưới đây đi. Dưới đây đi, cánh này đi. Chết đồ ăn, chết đồ ăn, chết đồ ăn. Nó có đồ ăn nè, cẩn thận, cẩn thận. Tiêu dao bất né nha. Cho tiêu dao nó ấy. Cho tiêu dao nó ấy vô môn. Tiêu dao vô môn trong tim à. Tim mình, tiêu dao vô môn. Tiêu dao ngami, riêng cái bàn riêng. Cậu thôi, cậu thôi. Tiêu dao dương môn khó phết nhỉ. Anh xuất ra đi, anh xuất ra đi. Đừng đừng có cho nó vô. Đây đây câu cho. Cẩn thận. Nó kéo vô là nó hấp diêm tại chỗ luôn á. Bãi nồi. Mình đang mình còn một hồi sinh mà. Đúng rồi. Bây giờ mình đánh cẩn thận lại. Nó còn đông lắm. Nên là mình không biết chơi được nó. Từ. Nó bị mất trên nè. Ở trên nó bị mất chiêu nè. Bị mất né nè. Bị mất né. Tiêu dao ở trên mất né nha. Nó qua phải rồi đó. Nó qua cánh phải. Đó, nó chơi thằng cá ban cả anh ơi. Kệ 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 cá ban, hút cá ban đi, hút cá ban đi. Cẩn thận nha. Rồi chết thằng cá ban rồi. Ok, chạy thịt nha. Ok ok ok. Lên trên, ừ. Ok. Đặt cái vòng nè. Đó. Từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Hết vòng nha, từ nha, có bịch ba nha. 15 giây. 15 giây. Ok, 15 giây nhào vô tụi thằng dương môn đi. Chết đâu ăn nha. Coi coi. Ê, ồ nó quýnh luôn rồi kìa. Nó quýnh ở dưới kìa anh em. Nó quýnh ở dưới kìa anh ơi. Quất luôn đi. Quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi, quýnh đi. Bảo kê cho. Một thằng chết. Kìa, trong kẹt nè. Hai thằng chết. Mình win rồi. Mình win rồi. Còn một thằng nữa thôi. Ui. Trời sao ok anh em. Rồi ok, cuối cùng cũng đã chiến thắng rồi anh em. Mình FB và
khá là tiếc cho anh Eric là anh chết ngay cái khúc ăn con thủ lĩnh. Thì thật ra là nếu mà anh không chết là team mình đi quét là cực kỳ ngon luôn á. Tại vì team mình là Ngami với lại Cung Lôn, nên là cũng hơi sợ những team tiêu dao, nó cầu cũng khó chịu kinh dị luôn anh em. Ok, rồi nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MV của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em. As long as the